Ở trong cái bài lab của chúng ta, nó có một phần liên quan đến việc các bạn xem cái mô hình ER trong workbench. Thì chúng ta sẽ thử vô tạo ra để xem nó có giống như vậy hay không. Như vậy hôm trước chúng ta đã làm đến đoạn đầu là create các table. Như vậy ở trong này các cái lệnh create này chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm. Chúng ta chỉ cần biết là cái này là tạo cơ sở dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, sử dụng cái này là default. Rồi tạo bảng thứ nhất, khách hàng, bảng nhân viên, bảng sản phẩm, bảng hóa đơn. Còn các bảng này từ đâu mà ra? Thì trong cái phần mà phân tích hôm trước của chúng ta. Hôm trước chúng ta có phân tích một cái bài về quản lý điểm cũng như là quản lý bán hàng của các bạn á. Thì chúng ta sẽ phân tích lại cái bài này sau. Như vậy hôm trước chúng ta giải thích cái bài mà quản lý điểm với lại quản lý bán hàng mà các bạn tự làm bằng Excel để các bạn hình dung được là thế nào là bảng. Hello, cất cái điện thoại đi. Lúc thầy giảng thì lo bấm điện thoại rồi xong hỏi những câu hỏi mà rất khó trả lời. Như vậy chúng ta đã có được các cái bảng rồi. Thôi tập trung đi. Chúng ta đã có được các cái bảng và khái niệm tại sao phải có bảng và cái khóa chính là gì. Được chưa? Như vậy chúng ta chỉ cần nhìn cái này và chúng ta nhớ lại cái khái niệm tại sao có bảng hóa đơn, tại sao có bảng sản phẩm. Chỉ cần đến đây là đủ ha. Còn các cái lệnh này tí nữa chúng ta sẽ đi theo nó sau. Bây giờ ở trong này yêu cầu là chúng ta sẽ xem cái mô hình này nó kết nối với nhau một nhiều như thế nào. Kết nối với nhau một nhiều như thế nào. Thì chúng ta sẽ vào cái workbench của chúng ta để chúng ta thử xem cái database quản lý bán hàng của chúng ta. Thì các bạn vào database. Các bạn vào database. Để thầy chạy cái zoom đúng không? Hôm trước chúng ta đã cài cái zoom vô đây rồi. Mà hôm nay nó chưa có chạy tự động đây. Không không. Cái này chỉ cần chạy trên máy thầy thôi. Rồi chạy ở ngoài đi. Rồi chúng ta sẽ vào data. Các bạn vô cái phần Review Engine, Control R. Thì chỗ này nó sẽ cho các bạn là kết nối với lại server. Server của chúng ta hiện nay là 127.0.0.1 là server của localhost. Chọn net, password của root. Các bạn đừng có nên lưu, bởi vì lưu đến lúc mà chúng ta quên, chúng ta muốn gõ lại chúng ta không nhớ, vậy chúng ta cứ gõ hoài thì nó sẽ không quên. Ok. Net. Ở đây có cơ sở dữ liệu là quản lý bán hàng. Chúng ta chọn quản lý bán hàng thôi. Net. Rồi chúng ta sẽ thực thi nó để xem thử là cơ sở dữ liệu của mình nó đã có gì. Ở đây các bạn đang thấy là chúng ta có cơ sở dữ liệu, nhưng cơ sở dữ liệu của chúng ta hiện nay là nó chưa kết nối lại với nhau, bởi vì chúng ta chưa thực hiện hai cái lệnh ở phía dưới, hai cái đoạn lệnh ở phía dưới để cho nó kết nối cơ sở dữ liệu. Được chưa? Lý do máy của các bạn kết nối rồi là các bạn thực thi nguyên file, còn thầy hôm trước là thầy thực thi từng đoạn một để cho các bạn thấy thôi. Đó, cho nên là cái của thầy nó chưa có kết nối. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào đây để chúng ta thực thi tiếp cái đoạn lệnh mà chúng ta hôm trước. Vậy đoạn lệnh này chúng ta sẽ tạo khóa ngoại cập nhật bảng hóa đơn, thêm một cái FK foreign key. Foreign key mã nhân viên, kết nối với mã nhân viên. Bên này cũng vậy,
Và chúng ta sẽ thực thi cái đoạn code này. Chúng ta thực thi xong. Được chưa? Thì bên này chúng ta cũng chưa thấy đâu. Chúng ta sẽ tạo lại. Tạo lại cái diagram này. Quản lý bán hàng. Chưa cập nhật. Sao chưa cập nhật đây? Quản lý bán hàng. Refresh. Rồi có một cái foreign key bị lỗi rồi. À, chúng ta chưa có yield. Tại vì hôm trước mình làm, nhưng mà bây giờ cái quản lý bán hàng nó chưa có yield nữa các bạn. Tức là mình chưa có dùng cái này. Cho nên là lúc mình tạo cái foreign key, nó không hiểu là mình đang nối bảng nào với bảng nào. Cái database mình chưa có xài. Mình chưa có dùng cái lệnh mà yield. Cho nên là thầy quay trở lên đây. Thầy yield cái quản lý bán hàng cái. Rồi xuống đây tạo lại. Rồi hết lỗi ha. Hết lỗi. Như vậy quay trở lại, mình sẽ tạo lại cái ER cho nó. Rồi cơ sở dữ liệu của mình đã được tạo rồi các bạn. Đây. Cơ sở dữ liệu đã nối lại với nhau. 5 bảng. Và chúng ta xem bên trong này. Hóa đơn là nối với 3 bảng. Chi tiết hóa đơn nối với 2 bảng. Hóa đơn 1 2 3. Chi tiết hóa đơn nối với 2 bảng. Được không nào? Như vậy ở đây chúng ta nhìn vào cái quan hệ, chúng ta sẽ thấy được là đây, chúng ta đưa vô mã, chúng ta sẽ thấy được nó kết nối với lại cái bảng bên kia. Đó, các bạn sẽ thấy nó màu xanh lên đó, nó kết nối với cái bảng còn lại. Đó là phần cơ sở dữ liệu của mình để mà tạo ra cái OR. Mình nhìn thấy sự liên kết giữa các bảng với nhau. Sự liên kết giữa các bảng với nhau. Trong bảng này, chúng ta thấy là người ta ghi caption, tức là chú thích thôi. Hóa đơn chi tiết liên kết với sản phẩm. Hóa đơn chi tiết liên kết với sản phẩm. Đây, hóa đơn chi tiết liên kết với sản phẩm. Rồi ở dưới chúng ta có thể double click vô một cái tiếp là chỗ này, hóa đơn liên kết với khách hàng. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái liên kết của nó. Được chưa nào? Đó, như vậy thì các bạn đã có được cái diagram. Diagram 2. Nếu cần thì chúng ta mở ra lại. Diagram 2. Còn cái diagram 1 là chưa có. Chưa có kết nối. Lúc này chúng ta tạo là chưa có kết nối. Như vậy các bạn đã thấy được các cái diagram nó ở trên này. Được chưa? Đó là